Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình chỉ chen ra ngoài thôi. Bây giờ sâu chấm nó còn nhiều lắm, cũng y gan vậy đó. Bà con cũng đặt hàng, bây giờ mình không có đường trong chỗ bánh xèo, mình phải ra. Lúc nó quay lại, không thấy đâu có cái bánh. Mưa luôn.